Dạ, thưa sư ông. Dạ, Khi Liễu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Dạ, sư ông có, con thấy là bây giờ sư ông có nhiều nhiều người á sư ông, mà người ta nhớ về kiếp trước của người ta là ai luôn á sư ông, hay quá sư ông. Cái đó là cái đó được giải thích luôn nha nha, tại tôi không biết. Cái đó là cái trước họ chết á, họ chết rồi xuống âm phủ á, thì trong lúc qua 10 cái cửa ngục rồi cái qua cái cầu đi đầu thai, có một cái con sông, có một con sông qua cầu đi rồi đầu thai thì mới được có cái cầu lại bên đây. Cái cầu đó là có mình bà đó, có mình bà ngồi để cho cháu lúa á, thì cái người đó là không có ăn, chứ không có ăn cho đúng. Bởi vì cái người đó này là cũng có cái ăn tôm, con cái đứa cạnh đó nha, thì anh bà không không có bắt buộc phải ăn cho đúng. Thì khi mà họ lên đầu thai cái kiếp này á, người đó kiếp này á, không biết cái lần còn nhớ trần cậu luôn nhớ nữ giáo không ghi là không nhớ, còn không biết tại sao cũng cũng về làm người đầu thai được cái mà không nhớ gì không phải không, đi ăn cho lúa. Người đó ăn cho lúa, cháu đó ăn rồi nó ngu quá, cháu gọi cho lúa á. Cái gì kiếp trước quên hết, không nhớ đâu. Kiếp trước này là cha mẹ của mình ở đâu, mình ở cái làng nào, xứ nào, đâu có nhớ, không có nhớ. Kiếp này là kiếp này, đâu có nhớ chuyện kiếp trước. Sư ông, chứ không phải là do mình tu á, mà không phải là do mình tu mà mình được nhớ sao sư ông? Cô nói cũng chúng vậy, cũng do nên tu mà tu á, tu là tu tu mà biết được như vậy á là cô thấy không có làm thường rồi. Những cái người tu là cái đạo quả của họ ghê gớm lắm, họ tu điện có thể là cái bậc đó là cái bậc lên lên cái bậc là liễu nhất chân nhân rồi đó, làm biết trước 2.000 năm, sau 2.000 năm cái chuyện rồi á. Đó là bây giờ tôi chỉ cho cái mực đó, cái người đó, cái ông đó cho cô thấy nha, Là xe ông cho cô hả? biết nha. Là xe ông hả? Cái ông thôi tôi nói vậy cô không biết người đó là ai, không biết. Đó là Tôn Tẫn á. Tâm tắm. Tôn Tẫn á, Tôn Tẫn á là ổng là tôi là cái mặt, cái kiếp của Tôn Tẫn á, cái kiếp của Tôn Tẫn đó là ổng đắc đạo quả là ổng đạt tới bậc liễu nhất chân nhân rồi đó. Không còn với cái thằng tiên là lớn nhất, lớn nhất nói rồi á. Ông Tôn Tẫn nó biết cái chuyện gì qua rồi á, cái gì qua rồi á, cái gì qua rồi, cũng như cô là có chuyện qua rồi chừng 1 năm á, năm ngoái năm kia năm kia gì đó cô đâu có nhớ phải không, mà cái chuyện gì qua rồi 2.000 năm, biết 2.000 năm sau 2.000 năm là cái chuyện chưa tới, là như cô là cái chuyện vậy á, mọi mối cô đâu biết còn 2-3 tháng thì cô biết, mà không biết. Ông biết cái gì chưa tới, ông biết trước 2.000 năm, gọi là biết trước 2.000 năm và 2.000 năm. Đó là cô nói cái chuyện tu đó nha, đó là gì vậy, tôi thấy cái chuyện tu như vậy đó, cái đạo quả là vậy đó. Tại vì cái sự mà cái công đức của người đó tu luyện nó ghê gớm lắm, chứ không phải là chơi được thường. Bởi cái tu á, nó có nhiều cái cấp bậc đó. Nhưng mà con thấy đó, sao không? Nhiều người nói là con thấy nhiều người bạc chân tu á, là nói là biết kiếp trước mình là ai, nhưng mà có vị thì người ta cởi ra luôn là kiếp trước là ai, nhưng mà có vị thì nói là không dám nói ra sẽ không được, là sao hả sư ông? Nói ra đâu có được, nói ra thì có nhiều khi có những cái mà nói ra nó va chạm cái là nó bất tiện lắm, nó bất tiện lắm, nó không có được suôn sẻ đó, nó rắc rối gì lắm đâu, nó gì chứ phải nói ra mà có nói ra mà nó dễ dàng cũng như cô và cô đi đó chơi nó giỡn gì đâu, đâu phải gì đâu. Con xem trên mạng là con thấy có cái chú hai đó đó, là nhớ về kiếp trước của mình là con của ông cả bà cả luôn á, rồi về nhìn cha nhìn mẹ nhìn anh chị em và có ra cái mộ của chú hai mà lúc mà kiếp trước chú hai chết đó sư ông. Đó, cô nói cái người đó được nói cô tôi nè, tới tôi nói cho cô nghe, cô cũng có một người đó, có một người đó mà cái này chưa thật cái anh, chứ không phải nó không phải mình nói chuyện thần Sự thoại thật nha, luôn, cái không này phải con gì kể mình sư ông là sự chưa thật ăn nha. luôn á.
có thiệt có thiệt ở trên thế gian này nè, chứ không phải mình nói dốc nha con, phải đặt chị nói dốc nè, có thiệt á. Cái chuyện cô nói là có thiệt, mà tôi nói cũng có thiệt nữa. Đó là ở trên, bây giờ tôi nói luôn luôn cái tỉnh, luôn cái tỉnh, cái làng, cái xã luôn đó, chào bè người đó luôn đó. Ở trên đó mà nó ở trong Châu Phú á, trong cái xã Phú Hội á, trong Châu Phú á. Cô biết mà, ở chỗ đó mà đi cái đường mà cái mắt mà nó đi qua Linh Châu á, Hồng Ngự á. Dạ biết sao. Rồi đó, nó qua đó. Rồi vô mấy cùng tiên mới vô Phú Hội qua Châu Phú á, bên Châu Phú á. Thì là trong đó có một người hai vợ chồng nghe. Có vợ chồng hai chồng mới đứa con đầu lòng à. Đây là cái con đầu lòng, con gái. Cái nè, nó lớn rồi nên có được 8 tuổi. Đúng 8 tuổi mà nó khôn ngoan dữ lắm. Nó hì gẫu, nó khôn lắm. Nó chứ bà không phải là cái đứa ngu nha. Nó là rất là khôn ngoan. Mà nó dân số bạc phần, nó đau, đau, đau mà. Đau mà trúng gió đó cô. Chứ ngắt. Chị hai vợ chồng thương dữ lắm, quý còn cục vàng nữa. Mà thương dữ lắm. Cái lo hết sức chạy hả? Chạy không giờ không cắn, lo thầy lo bà lo thuốc men mà cũng không cứu được, chết rồi á thì nó đâu có tội gì đó, nó không có tội chân á, nên chết rồi á. Cái bê mới là không có bay xuống địa ngục qua trời khỏi bị đánh đập tra khảo hình phạt chứ á, không có quỷ sứ người đầu ngoại diện người bắt cái chân, chết rồi cái điều thay liền là phải là đi lợn đàn xóm á, đàn xóm gần xuống á, cũng như từ cái nhà cô mà đi lại cái xóm cô gì đó nghe, là cách cũng xa gần súng, không xa đâu, cách cũng khoảng chừng từ 200-300 thước à, chứ không có xa. Trong xóm gì đó cũng nguyên trong xóm luôn, thì trong xóm mà hai cái chồng kia cũng là hai chồng hồi nào cũng có con nha, có con. Cái bỗng ra cái người vợ mang thai đẻ ra là nó, cái con nhỏ chết đó nha. Đó. Thì nó không ăn cháo lúa chưa, là nó đẻ nó lên rồi á, cái rồi đó thì cũng đẻ đứa con gái nữa, nó vô đi đầu thai nhầm cái chồng cha đó đó, mà không có đầu thai vô nhầm cái cha mẹ ruột đó nha, con trai mẹ ruột mẹ ra cái thằng cha khác, cái thằng xóm đó. Cái lại lên cái nó lớn lên, cái từ nhỏ tới lớn lên nó lớn riết lớn riết, nó bự lên cũng khoảng à, nó khoảng chừng chừng khoảng chừng 9-10 tuổi gì đó, lớn rồi, bự rồi, trong kén 10 tuổi rồi, thì nó biết khôn hết trơn, nó biết khôn biết, mà nó biết hết trơn đó, giống như cô nói gì đó, nó biết là, nó biết là cái kiếp trước của này đó, kiếp trước của nó là con cái chồng cha đó đó, còn kiếp này thì con hai chồng cha khác á, kiếp trước á, nó là nó biết cái ông già bà già đó tên gì nữa, cha mẹ ruột của nó kiếp trước ấy nha, biết ông già bà tên gì, ở làng nào, xã nào, dân nào, ở chỗ này chỗ nào, nó nói ngày mốc không có xô chứ, nó nói ngày mốc luôn. Cái rồi nó biết trước vậy á, cái bé là nó cũng nó biết hết trơn, nhưng mà ở trong xóm vậy nè, cái về nó nói, nó nói chuyện với mà cha mẹ mà cha mẹ đẻ của nó mà kiếp này á cô, nó kiếp này á, nói cái là ông nghe cái ông nói dùm lum tà lạ trơn, cái thấu tài cái ngày cái một thời gian lâu thấu tài cái hai vợ chồng cha mẹ ruột của nó cái kiếp trước á nghe, nghe cái mới lại chuyện tới nơi luôn, chuyện tới nơi gặp nó thường dữ lắm, kêu bằng đem tiền chuộc về đó cô, mà cái hai chồng cha đó không cho, bởi vì con ruột của người ta kiếp này mà. Còn cái chuyện của ổng với bà con là con cái kiếp trước á, cái kiếp này là hai chồng ông bà này bà đẻ mà cô ta kiếp này, còn chuyện đó là quá khứ rồi biết không, cái biết cái anh cha mẹ ruột có nói hỏi cái gì đó gì, nó nói trúng bóc hết trơn, nói trúng, bởi vì mới là trinh á, mới trinh biết là con của mình á, cái bị chuột tụi vậy, cái ông đẹo không cho chuột, mà nó cũng không chịu về luôn, bây giờ nó là cái chuyện kiếp trước được quá khứ rồi đó, tại nó không có cái duyên phận với cha mẹ nó kiếp trước thì thôi,
lại gì mấy cà tiếng mấy là mấy bị mà bị mà chết gì bà phải bị chết xong được sống 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 mà đoạn đời với cái hai chồng người đó đó thì bây giờ nó không có việc kiếp này là kiếp này rồi nó cũng ở với mà cha mẹ ruột của nó mà kiếp này đó cô dạ cũng ở đó nó cha mẹ đó luôn rồi cái hai chồng ông kia không 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 chịu được không chịu được hai chồng ông kia khóc quá trời luôn thì cũng phải chịu thôi mà nó cũng đâu có chịu gì á bởi vì cái chuyện quá khứ mà của cái trước mà dạ mà mặc dầu là nó biết nó cũng thương cha mẹ ruột khi biết nhưng mà không thể gì được bởi vì cái đó là chuyện kiếp trước còn cái cha mẹ ruột nó kiếp này anh ta cũng cưng như vàng như ngọc như đó hai chồng là có một con đứa con mà cũng là con gái nữa à đầu thai cũng là con gái nữa đầu thai biết về kiếp này của qua rồi này cũng là con gái nữa trời ơi nó biết hết trơn nó nói không hết nó nói đánh mà cái hồi nó chết là cái đứa chết nó đau sao mà chết là nó biết hết trơn cha mẹ nó tên gì ở chỗ đâu già tuổi đâu nó nói chú khóc chân gì đó cô dễ là không Dạ. Yeah. bây giờ mà cô đem cục vàng bây giờ nó cân cô nó cân 30 kg á cân đem cục vàng 30 kg đổ giờ bây giờ người ta không không cho chú không cho đổ cho cô bắt về nữa vậy đó cô người ta quý vậy đó chứ đừng có nói rồi nó cũng đâu có gì à cái chuyện đó là nó có thật như cô nói vậy đó Yeah. mà cái đó là ở An Giang ở Châu Đốc trong đó là ở trong cái chỗ nó ở đó gọi là trong Phú Hội á trong Phú Hội á cái chuyện con cởi siêu âm cũng là có thật nữa đó siêu âm có hiện tại luôn có thật hiện tại luôn á cô nói là có thật á có thật không phải mình nói chuyện đời xưa nha không phải mình nói chuyện lần thôi nha có thiệt á tôi cái hồi lúc mà tôi còn 20 tuổi á cô mấy tuổi á là tôi có trên đó tôi có trên đó rồi bởi vì tôi có người người ra người ta ra tránh ở tránh nhiều lắm ở chỗ đó ở đâu không có tôi chơi á có chỗ cái nhà cô ở tôi chưa có tới á dạ còn cái xứ cô tôi biết hết trơn mà Tân Hồng tôi biết quá lạnh mà dạ Hồng Tân Châu Hồng Ngự trời ơi lên Châu Đốc mà nói chuyện trời Long Xuyên lên Châu Đốc tôi biết chứ là Tân Đông thì đúng trơn mà đó mà lên Tân Châu mà đó mày lên đó qua gọi lên đó là qua qua Cồn Tiên rồi vô Phú Hội đó là vô trong trong cái bằng trong 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 Châu Phú đó là cái bằng cái xã Phú Hội đó, Phú Hội cái là trong đó cái cung kinh bự lắm cung cung kinh bằng cái gạch cái tàu đó cô là cô xuống cô thấy gạch cái tàu cô đi ra cô tao thấy gạch bự đó trời ơi gạch bự lắm trời ơi mà đó là xuống Châu Đốc mà cô cá khủng khiếp luôn cá hết biết luôn tôi nói cá mà nó dở đống đống trà nó là nó chất đống trà là 3 thớt mà trà xuống đó nó chất bằng cây me nước không bằng gai không gai không phải như trà mình cây này cái bằng cái đồ gai không chất 3 thớt nó đống trà nó chở là ghe đục là nó chở một cái đống trà nó chở là một cái ghe đục gì đó không tôi phải để đâu cô mà tảng sáng nha cô mấy người đồng bạn gái mà tảng sáng cái ông có đồ ăn cái cô sẽ cần câu cá Hồng Kông á cô lại cô ngồi cô câu câu một chút là một lỗ cá đó ăn dữ lắm nó thấy ham đó mình lại câu ngồi có thấy ham luôn anh nó thấy xuống dừng lên xuống là nó đổi dần cho đống trà nó xanh nước luôn cá dữ đó chứ nó là cá được rồi làm cho mà cái mùa khô chứ cô từ từ tháng 10, tháng 1, tháng chạm như 2, tháng 3, tháng 4 nha còn cái mùa nước nó ngập kêu bằng nó ngập nha lúc cái nóc nhà luôn mùa nước nó ngập nó trầm thấy anh đâu cạn không có dòng cạn ở trên dưới đó nhà sàn không nhà sàn mà cô đi không có đụng đầu á trời ơi thấy là mấy cái nhà giàu ra cột đúng được không cổ qua cam cộng cầm xe được không còn nhà nghèo thấy khổ nó trồng cà cây trò cạm chạm á nó bằng cột á bằng cột cây bằng cùm giò cùm tay nào là cột tre cột lụa không à tự nhiên quá đập tôi cho cái mỡ thì sợ sạch chứ bà luôn ghê quá cái đúng 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 rồi lên cái xứ cho đúng rồi đừng có hòng cô đi hết xứ đó không có một cái nhà nào dưới đất nhà sàn không đẩy đất nó cái nóc nhà luôn á mùa nước tháng 7 cô ở dưới đó tháng 7 cũng chính là nước ngầm luôn kêu bằng ở xứ đó còn đó nha cái mùa nước mà người ta chết ra
là mới mắc đống chéo để ngoài đồng mà để cái hòm trôn cái là nước giật cái mấy đại trung đó, cái nó lúc nóc nhà sao mà trông được. Ai cũng tẩn trong hòm á, rồi để ngoài hòm á, để cái hòm ngoài đồng nghe thấy ghê lắm. Chơi hoài tới rồi tới chừng, tới chừng qua mùa khô qua tháng giêng nè khô á mới đào lỗ mới trông được. Chứ mà phải gì vẫn mình đây đâu. Dạ con xin cảm ơn sư ông. Dạ thế liệu xin kết thúc video tại đây ạ. Thế liệu xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống ạ.